Chào mừng bạn đến với video hướng dẫn của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo ra được một giao diện mặc định cho website của bạn trên hệ thống iGroup Blog. Khi bạn mới khởi tạo tài khoản trên hệ thống iGroup Blog và mới tạo trang xong thì giao diện mặc định của bạn sẽ như này, như trên màn hình ở đây. Chưa có gì và trắng trơn. Vậy để có được một giao diện, đầu tiên bạn hãy vào đăng nhập vào cái quyền quản trị trên trang web của bạn. Thì tôi đã đăng nhập vào đây. Sau đó bạn sẽ vào phần thiết kế. Trong phần thiết kế này nó sẽ chứa toàn bộ những thứ liên quan đến giao diện của bạn. Việc đầu tiên bạn cần làm đó là chọn một giao diện mong muốn của bạn. Bạn kích vào phần giao diện. Như ở đây, bạn đây đang có một kho giao diện. Bạn có thể tùy chọn giao diện nào phù hợp với cái ngành nghề của bạn. Ở đây mình sẽ chọn giao diện là AgentPress Pro. Chỉ vào và nhấn vào kích hoạt. Các bạn sẽ đợi một lúc. Khi kích hoạt giao diện, bạn sẽ thấy một cái phần đó là Import Demo Data ở đây và một hình ảnh nhỏ nhỏ ở dưới. Bạn hãy chỉ vào cái hình ảnh đó và nó sẽ hiện lên một cái chữ, một cái nút nhỏ nhỏ phía dưới màu xanh này, đó là Import. Bạn hãy kích vào nó. Khi kích vào phần Import này, toàn bộ những cái dữ liệu demo và những cái dữ liệu mà các cái giao diện mặc định nó sẽ được đưa lên website của bạn. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cái giao diện đó và biến nó thành cái giao diện của mình. Như bạn thấy, khi nào nó hiện đăng một cái dòng chữ, một cái nút màu xanh ở đây, nghĩa là nó đã hoàn tất. Giờ bạn có thể sang cái trang web của bạn và xem thử. Bạn lướt lại. Ok. Như bạn có thể thấy, cái website của bạn đã hoàn toàn khác với vừa nãy. Nó đã có một giao diện. Nhưng ở phần bài viết phần dưới này, bạn có thể thấy là các hình ảnh của nó không được đồng đều. Một cái thì to, cái thì nhỏ. Phần dưới này cũng vậy, hình ảnh không được đồng đều. Vậy, để giải quyết vấn đề này, bạn hãy quay trở lại trang quản trị và kích vào phần nội dung. Lý do mà có các cái hình ảnh, cái to, cái nhỏ nó không đồng đều như này là vì tùy cái kích thước ảnh mà bạn đưa vào nó không đáp ứng được các cái ảnh mặc định của website. Vậy bạn khi bạn vào phần nội dung, ở phần đa phương tiện sẽ có một phần là hình thu nhỏ. Hãy kích vào đây. Tiếp theo bạn sẽ kích vào nút Regenerate All Tumble. Phần này nó sẽ tự động co nhỏ hoặc là điều chỉnh kích thước của hình ảnh bạn trên trang chủ sao cho nó phù hợp nhất với cái giao diện bạn đang sử dụng. Sau khi phần này chạy xong, bạn có thể ra trang chủ load lại trang và xem thử kết quả. Bạn hãy đợi một chút. Vì trên trang web có khá nhiều ảnh nên phần này nó sẽ chạy khá lâu. Các bạn có thể xem phần báo cáo phần dưới này. Ok. Mình tiếp tục đợi. Khi bạn import cái dữ liệu demo, nó sẽ có sẵn những cái bài viết mẫu cho các bạn. Những bài viết mẫu, những trang mẫu. Và từ đó, bạn có thể chỉnh sửa các bài viết mẫu và biến cái website demo thành website của bạn. Và ok. Phần Regenerate Tumble đã chạy xong. Bây giờ bạn hãy quay lại website và load lại để xem thử kết quả.
Đây, bạn đã thấy ở đây tất cả các ảnh đã bằng nhau. Giờ bạn đang có một giao diện khá là đẹp. Tương tự như các giao diện khác, bạn cũng làm như vậy. Và phần thiết kế, phần chọn giao diện và làm tương tự như các bước tôi đã làm vừa nãy. Chúc bạn thành công.